Tôi là bên kênh đường phố Showbiz Vui Vẻ, âm nhạc đường phố. Thì ngày hôm nay tôi có hẹn với lại Trúc Ly, ca sĩ thần tượng, để chuẩn bị thử thách cô ấy. Bởi vì thấy rất là nhiều đoạn clip trên mạng thì các bạn đã xem và bình luận đó, nói là Trúc Ly đã lấy giọng của ca sĩ Phi Nhung và nhép theo. Và ngày hôm nay thì tôi muốn sẽ tìm một bài hát, và tôi nghiên cứu kỹ rồi, sẽ tìm một bài hát. Bài này đặc biệt đó là ca sĩ Phi Nhung chưa có hát bài hát này, và tôi muốn chút nữa yêu cầu Trúc Ly sẽ hát bài hát này, xem coi là có giống cái giọng Phi Nhung hay không. Và bây giờ tôi điện thoại tôi tìm Trúc Ly coi tại có hẹn ở khu vực này mà không biết bây giờ đang ngồi ở đâu. Đâu rồi ta, chưa bắt máy. Alo. Alo Trúc Ly hả? Em đâu? Anh tới rồi nè. Đang ở đâu? À rồi rồi. Rồi. Rồi xin chào Trúc Ly, chào các bạn nha. Chào các bạn. Hello. Chào anh. Trúc Ly. Tới lâu chưa? Dạ em tới lâu rồi. Tới lâu rồi, thấy cầm camera cái né vậy hả? Nãy giờ hát bài nào chưa? Dạ chưa. Chưa hả? Trời ơi, nói chuyện vui lắm anh ơi. Chưa hát hả? Dạ, bây giờ phải hát nha. Ngày hôm nay thì anh bên Showbiz Vui Vẻ có hẹn với Trúc Ly rồi buổi chiều ngày hôm nay. Thì bây giờ trước tiên anh em mình uống nước rồi trao đổi một ít công việc, thì Trúc Ly hát một bài hát tặng cho các bạn ở đây luôn. Mà đặc biệt ngày hôm nay là phải thử thách nha, chứ không để cho em phải tự chọn bài nữa. Anh đang rất là thích cái bài hát này nè, mà anh nghĩ là sẽ hợp với giọng hát của em. Và đặc biệt là ca sĩ Phi Nhung chưa có hát bài hát này. Cái bài Em Hậu Phương Anh Tiền Tuyến, em có hát được bài đó không? Dạ cũng được, nhưng mà em nói vậy đi nha, để từ từ uống nước xong rồi hát được. Thôi hát liền đi, hát liền đi, năng nôn. Hát liền nha. Bây giờ các bạn có đồng ý cho Trúc Ly hát liền không ạ? Okay. Ok. Hát liền đi. Giờ tôi hát. Hả? Hát bài Em Hậu Phương Anh Tiền Tuyến hả? Ừ, hát bài đó đi. Dạ, ok. Đây, để nhờ lấy bài giùm nha. Rồi để anh lấy bài đi rồi em chờ. Rồi. Rồi, mở video. Để Trúc Ly hát được. Hello, mình xin giới thiệu. Thế giới thiệu bài hát đi. Sau đây là mình sẽ hát bài Em Hậu Phương Anh Tiền Tuyến. Cái bài này hôm nay là thử thách của Ly, tại vì Ly thi trong cái chương trình ca sĩ thần tượng là với là cái vai trò là một cái người hóa thân giọng ca của ca sĩ Phi Nhung, hát cũng giống Phi Nhung, nhưng mà nhiều người cũng nói là mình cố tình mình làm cho giống lắm. Nên thì hôm nay là cái kênh Showbiz Vui Vẻ đó tạo cho Ly một cái thử thách là phải hát một cái bài mà mới hoàn toàn luôn, không có liên quan gì hết. Cho nên là Ly cũng cố gắng để hoàn thành cái thử thách này. Thì sau đây thì Ly sẽ trình bày ca khúc Em Hậu Phương Anh Tiền Tuyến. Xin các bạn cùng lắng nghe nha. Gọi tên nhau, nhớ nhau trong mộng thôi, tha thiết yêu nhau mà vui. Tên Hậu Phương, còn anh nơi tiền tuyến, những đêm phố lên đèn, tuyến đầu anh đón trăng lên, tình mình cao hơn, núi non kia hùng vĩ, nên vẫn vui câu biệt ly. Anh ơi em
hòa theo cung đàn, có lời ca nhịp nhàng và niềm vui chứa chan. Em ơi biên cương súng vang rền, anh ngỡ rằng quê hương thân yêu đã xuân về pháo dịu nồng. Mừng duyên tơ hồng chúng mình nên vợ chồng là ngày anh ước mong. Em hậu phương con anh nơi tiền tuyến, ước mong nước non mình hết ngày chinh chiến điêu linh. Mộng đẹp biến vui với cô ta thường nói, thương mến nhau không hề vỡ. Mãi nơi đây người em thơ nhỏ bé, có anh vuốt vai gầy ngắm làn môi thắm thơ ngây. Trọn đời chúng đôi mãi yêu như ngày cưới, hai đứa kêu nhau mình nghe Trúc Ly hát. Cảm ơn Trúc Ly nha. Trúc Ly, cảm ơn em.